Xin chào các bạn. Như các bạn biết thì chúng ta đang đối mặt với cái dịch virus gọi là có tiếng gọi là COVID-19. Thì cái dịch này là làm cho rất là nhiều người bị chết. Thì ở thành phố mình thì họ đã ra lệnh là mọi người nên ở trong nhà để hạn chế cái lây lan cho cộng đồng và cũng như là bảo vệ mình. Thì nhưng cái chỗ làm việc của mình thì vẫn đi làm bình thường, nên là mình cũng vẫn đi thôi vì cơm áo gạo tiền mà. Thì mình nhà mình thì mình có cái phương pháp bảo vệ hy vọng là nó hiệu quả. Thì mình thường uống nước gừng nóng pha với mật ong chanh. Thì thứ nhất thì mình có gừng, thì mình mua gừng tươi, mình cắt lát rất là nhỏ này, rồi xong mình pha nước nóng này. Cái lượng pha nước này nó tùy thuộc vào bạn thích uống nhiều, uống có nhiều gừng hay không ấy. Mình thì mình pha đầy, tại mình bỏ gừng ra nhiều. Ok, rồi mình đợi khoảng vài phút gì đấy, tại mình gừng này mình cắt lát rất là mỏng đấy bạn, nên là nó cái gừng nó cái mùi gừng nó có trong nước. Cái đây là chanh với mật ong đấy. Thì nhà mình thì có chanh, xong mình thái nhỏ, mình bỏ vào hũ này, rồi xong mình đổ mật ong vào. Thì theo kinh nghiệm của mình, cái này là mình làm trước ấy, thì mình đổ mật ong hơi bị nhiều lắm các bạn thấy đây. Tại vì khi mà bạn ngâm chanh mật ong thì theo thời gian thì cái chanh này nó co nhỏ lại. Thì theo lần này là lần thứ hai mình làm, thì mình bỏ ít mật ong thôi. Thì khi bạn bỏ ngâm chanh với mật ong ấy, thì bạn đợi cứ khoảng 7 tới 10 ngày rồi sau đó bạn có thể dùng được. Mình mở cái này ra. Thì thường mình không có châm ngâm nhiều, mình ngâm ít thôi. Thì tại vì là rồi giờ hôm nay mình có một ngày mình uống một ly như thế này, thì mình cũng không cái nước này á, thường là nó bảo vệ.